Kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung Giải mã hiện tượng Nguyễn Phương Hằng, siêu cao thủ truyền thông. Theo Nguyễn Ngọc Long, truyền thông trang đen. mời quý vị cùng theo dõi. Giải mã hiện tượng này trên góc độ thì người viết không thể biết được bà Hằng có kế hoạch cụ thể gì hay không hay những việc bà làm hoàn toàn là cảm tính. Nhưng nếu áp mọi thứ vào và dưới góc nhìn truyền thông thì tất cả những gì bà hằng đã làm chỉ có thể nói là siêu cao thủ thứ nhất xét truyền thông chuẩn chỉnh bất cứ một cuộc kiện tụng nào cũng có cần hai mặt trận mặt trận pháp lý và mặt trận truyền thông phải có xét truyền thông mới nhìn ra chấp nhận và ý thức nghiêm túc việc này thí dụ tân hiệp pháp kiện thắng và đưa được khách hàng vào tù nhưng họ thua đau về dư luận vinfast vốn cũng định phát động một cuộc chiến pháp lý với chủ kênh GoGo TV nhưng lại phanh lại không kịp thời khi nhận về phản ứng ngược của truyền thông. Đại gia cao toàn Mỹ mất tiền, mất mặt khi bị cộng đồng gán cho danh hiệu đại gia chơi xong đòi quà khi dính kiện tụng với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Đó là những bài học chưa bao giờ cũ và bà Hằng bên cạnh cuộc chiến pháp lý đã phát động một cuộc chiến truyền thông với ông Võ Hoàng Yên và đến bây giờ có thể thấy là phần thắng đang nghiêng về bà Hằng gần như tuyệt đối. Thứ hai, khả năng xây kênh truyền thông thượng thừa. Để tham chiến trên mặt trận truyền thông, vũ khí nhất định là phải có kênh truyền thông riêng. Bà Nguyễn Phương Hằng đã khởi đầu với số 0 tròn trĩnh, chỉ sau vẻn vẹn 60 ngày, bà sở hữu một loạt kênh truyền thông hạng nặng. Có 3 yếu tố then chốt để đánh giá độ mạnh của kênh truyền thông, đó là độ phủ, uy tín và khả năng để trở thành một nguồn tin. Ngày 16 tháng 3, bà Hằng mở họp báo tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Đây là phát súng đầu tiên khởi đầu cho một chuỗi ngày làm mưa làm gió của bà trên cả hai mặt trận truyền thông chính thống và truyền thông xã hội. Rõ ràng, khi bà chưa có vũ khí trong tay thì đây là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Bà Hằng đã khiến cho dư luận nổ tung khi có hàng trăm bài báo đồng loạt đưa tin về sự việc. Điều mà bà khó có thể làm được nếu chỉ nhờ cậy đến các YouTube ở trong giai đoạn 2 mà bà thực hiện Thêm nữa, với khởi đầu từ báo chí Với một việc có yếu tố pháp luật rõ ràng Bà Hằng có được tính chính danh cho tất cả các hoạt động sau này Kế thừa sự thành công bước đầu Bà đã quyết không để dư luận chìm xuống bằng cách liên tục live stream Ở giai đoạn này, bà nhờ rất nhiều YouTube đến đưa tin Đây là cách đứng trên vai người khổng lồ vô cùng hiệu quả Vì những thứ bà nói ở giai đoạn này tức là bóc bên này, tố bên kia, khoe sự thành công, giàu có. Vốn không phải là câu chuyện có thể thoải mái để mang lên báo chí. Khi số lượng follow và sự nổi tiếng của bà Tăng đột biến, tức là kênh riêng đã đạt về độ KPI, về độ phủ, thì bà Hằng chuyển qua giai đoạn gia tăng uy tín cho kênh. Với tuyên bố sẽ mang 1.000 tỷ đi làm từ thiện trong cơn phấn chấn. Bà Hằng nhận về cơn mưa gạch đá. Người ta nói là bà nổ, khoe khoang và từ thiện ảo nhưng mọi thứ lại quay ngược 180 độ, khi lãnh đạo Bình Dương xác nhận vợ chồng bà đã hoàn thành đóng góp. Nhưng chưa dừng lại, bà tiếp tục hứa thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra danh tính nick ảo để bôi nhọ gia đình bà. Và tất nhiên, khi có kết quả, bà Hằng lập tức chuyển tiền như đã hứa. Cuối cùng, với hàng loạt livestream bóc phốt những nhân vật hàng đầu showbiz, bà Hằng đã biến kênh truyền thông của mình trở thành một nguồn tin đây có thể coi như là đẳng cấp cao nhất trong quá trình tạo kênh vì có thể làm được điều này ngay cả một tòa sạn đồ rộ với đầy đủ nhân lực vật lực cũng không dễ dàng đạt tới lúc này bà hằng có trong tay hàng loạt kênh truyền thông riêng do bà sở hữu có độ phủ cực lớn uy tín rất cao và được dư luận coi như là một nguồn tin độc lập bà hằng đã nắm trong tay 50% chiến thắng thứ ba kỹ nghệ sản xuất content siêu đẳng có kênh truyền thông chưa đủ. Bà Hằng cần phải có những câu chuyện hay ho và câu chuyện tố cáo lang băm rõ ràng là chưa đạt được level ấy. Bà Hằng đã làm gì? Bà lập tức réo tên Hoài Linh, yêu cầu lên tiếng. Sau đó, chẳng biết vô tình hay là cố ý, hàng loạt người nổi tiếng khác được kéo vào trong vòng xoáy của bà. Những cái tên như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân, Cát Phượng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trịnh Kim Chi, Trang Khàn, Vi Oanh, Gia Bảo, vân vân được bà Hằng cho nhập cuộc. Điều đó đồng nghĩa rằng cái tên Nguyễn Phương Hằng lập tức được tất cả những ai là fan và anti-fan của các nghệ sĩ này đều biết mặt, đặt tên mà với từng người đó thì coi như là phân nửa Việt Nam có nói giảm nói tránh được kéo vào câu chuyện của bà. Đây chính là concept nổi tiếng trong 16 con Z truyền thông bất biến mà truyền thông trang đen đã nhiều lần công bố. Không chỉ thế, Bà Hằng còn sử dụng con tài sản lớn với tuyên bố sổ hồng của bà phải mang đi cân để ký. Tất cả các cửa hàng bán kim cương, siêu xe, hàng hiệu đều nhẫn mặt với bà. Và tất nhiên, không thể bỏ qua câu vỗ mặt đối thủ vô tiền khoáng hậu. Cái đồ không có nổi một nghìn tỷ. Thực sự, cô giáo ước được ai đó mắng như này rồi chết cũng vô cùng mãn nguyện. Con bật mí bí mật thể hiện qua kỹ nghệ bóc phốt thượng thừa hàng loạt nhân vật đình đám sâu bít việt lần lượt bị bà cho lên thớt việc làm này của bà hằng gợi nhớ tới nhân vật nổi tiếng của một thời là thánh cô cô bóc nhưng khác với thánh cô là chỉ dám ẩn danh đưa ra những câu chuyện có đúng có sai và kết thúc với việc bị công an tóm cổ còn bà hằng ngồi trước hàng trăm ngàn người chỉ mặt mắng được chửi đức danh các ngôi sao với chiến thắng phần lớn thuộc về bà cuối cùng bà hằng dùng con dép kiện tụng cũng vô cùng điêu luyện, không chỉ kiện một người là Võ Hoàng Yên, bà hàng đe kiện hàng loạt các ngôi sao và đỉnh điểm, bà tuyên bố cho đội ngũ luật sư đi kiện tất cả những ai dám đặt điều và dựng chuyện để nói xấu bà và các thành viên trong gia đình. Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở võ mồm, nhưng với điều này thực sự diễn ra thì dám chắc số lượng người phải ra tòa có khi lên tới cả nghìn người. Thông thường một câu chuyện truyền thông chỉ cần có một trong số 16 con tét truyền thông bất biến là đã có thể ảo. Câu chuyện của bà có tới ít nhất là 4 con tét truyền thông. Thế nên, đừng thắc mắc vì sao livestream của bà không luôn thu hút. Thứ tư, nghệ thuật kể câu chuyện trời phú. Không chỉ chuẩn chỉnh về tần suất livestream thứ ba, thứ bảy hàng tuần, bà còn cực kỳ nghiêm túc trong công việc tìm kiếm chất liệu cho những lần lên sóng. Bà Hằng hoặc cô giáo đoán là đội ngũ nhân viên hỗ trợ miệt mài thu thập tổng hợp thông tin từ tất cả các nguồn báo chí nói gì mạng xã hội nói gì người trong nước nói gì người hưởng hoài ngoại phản hồi ra sao bà hằng và team của bà hằng nắm hết nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa nếu bà hằng không lợi khẩu có thể nói bà hằng quá may mắn khi sở hữu nghệ thuật kể chuyện trời phú chỗ nào cần đanh thép bà đanh thép chỗ nào cần bông đùa bà biết cách bông đùa và nói không ngoa cho đến thời điểm hiện nay bà hằng là phụ nữ sản xuất ra nhiều câu nói tạo chen nhất việt nam để có một câu nói trở nên hot hit trong bộ phim hay một câu hát trở thành chen trong tác phẩm âm nhạc thì cần phải vào cuộc sự phối hợp nhịp nhàng của ekip vô cùng hùng hậu từ biên kịch copywriter cho đến team marketing truyền thông phối hợp bà hằng với sự thông minh ngôn ngữ thiên bẩm có thể xuất khẩu thành chen nếu theo dõi live stream của bà một cách nghiêm túc, không khó thể nhận ra các câu nói này hoàn toàn là bộc phát, chứ không phải là chuẩn bị từ đầu. Thật thú vị. Thứ năm, thấu hiểu đến tận cùng công chúng mục tiêu. Phóng viên BBC đặt câu hỏi cho cô giáo. Theo anh, đối tượng theo dõi live stream của bà Hằng là những gương mặt như thế nào? Theo các em, họ là ai? Đừng cho rằng đối tượng bà hướng tới là nạn nhân của Võ Hoàng Yên Bà Hằng càng không nhắm vào đối tượng vô công rồi nghề như ai đó đã quy kết trên Facebook. Theo cô giáo, đối tượng là bà Hằng hướng là tất cả những ai đó cảm giác mình yếu thế. Và với định vị này thì bà risks tới tất cả nước Việt Nam. Cái khó ở đây là bà Hằng là bà chủ Đại Nam. Doanh nghiệp này lớn đến mức mà sẽ khiến vợ chồng bà lọt top người giàu nhất trong sàn chứng khoán nếu mang đi niêm yết. Mà ở Việt Nam, cứ giàu là có tội. Cứ giàu là sai, cứ giàu là bị ghét. Nhưng bà Hằng là ngoại lệ. Mặc dù liên tục nói sổ đỏ nhà mình có thể mang đi cân ký, nhưng khán giả lại chỉ nhớ đến chuyện tài sản của bà đã dành cho quỹ mổ tim. Đất đai của bà thẳng cánh gỏ bay thế nào, người ta cũng chả quan tâm. Vì một nghìn tỷ khiến cho nhân dân phòng chống dịch có thể làm mềm lòng tất cả những ai khó tính. Bà lên sóng để mắng chửi những nhân vật quyền lực nhất sâu biết, nhưng luôn miệng nói Chúng nó ăn hiếp em, quý vị ơi. Quý vị phải bảo vệ em đi, quý vị ơi. Một mình em chiến đấu và em nguyện chết để làm xã hội này được trong sạch, cuộc sống này được tử tế thì em cũng cam lòng. Bà luôn chứng minh cho mọi người thấy, dù rất giàu có và quyền lực, nhưng bà không dùng tiền trong cuộc chiến lần này. Bà đứng ở vai trò là một kẻ yếu thế, đi chống lại bè rũ mafia bằng sự chân thật và những điều tử tế. Như vậy, ai thấy mình cũng ở vào thế yếu sẽ bảo vệ bà Hằng. Cuộc chiến khi nào dừng lại? Bất cứ ai theo dõi bà Hằng từ đầu đều biết, mục tiêu bà nhắm tới là Võ Hoàng Yên. Các nhân vật sâu biết chỉ là công cụ để bà thu hút dư luận và qua đó có nhiều cơ hội để nhắc đi nhắc lại nhằm dán chặt cái nhãn thần y lừa bịp vào cái tên Võ Hoàng Yên. Thế nên, bà Hằng sẽ không dừng lại, thậm chí theo suy đoán từ cô giáo, thì bà sẽ rất vui nếu team nghệ sĩ phản công. Những con dép của bà Hằng sử dụng sẽ từ từ mất đi tác dụng, trừ khi có thêm tình tiết mới. Đó có thể là gì? Nếu không phải là những thứ nặng đô hơn, thí dụ như một vụ kiện giữa nhân vật showbiz nổi tiếng nào đó với bà Hằng. Bà Hằng đã từng bóng gió. Để chơi game này, bà sẵn sàng cào vào mặt để ăn vạ, sẵn sàng làm khùng, làm điên để chơi tất tay với Võ Hoàng Yên. Thế nên, các em cứ yên tâm là sẽ có nhiều câu chuyện sau ánh hào quang sẽ còn được tung ra mà không e ngại. Người nổi tiếng cứ đi kiện sẽ giúp cho livestream của bà Hằng lập thêm kỷ lục người xem mới. Và qua đó, công cuộc làm sạch xã hội của bà Hằng càng nhanh đạt được mục tiêu. thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết Giải mã hiện tượng Nguyễn Phương Hằng, siêu cao thủ truyền thông. Theo Nguyễn Ngọc Long, truyền thông trang đen đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau